Ai chưa có tịnh được cái tâm, ngồi sao bộ khó quá, niệm Phật đi. Ngồi bấm chuỗi bốn chữ thôi: A Di Đà Phật, bấm hạt. A Di Đà Phật, bấm hạt. A Di Đà Phật, bấm hạt. Có nhiều khi ta niệm như là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta bấm hạt, ba câu mới vô hạt. Hoặc là có nhiều khi người ta niệm theo một hơi đó, một hơi thở là 10 câu, hoặc là một hơi của người ta là 10 niệm. Nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 niệm ta dứt cái, ta lấy cái hơi ta niệm một niệm nữa. Quý vị hiểu ý không? Cách nào cũng được, làm sao để cho mình có thể mình định tĩnh được cái tâm mình, dù chỉ 2 phút, 3 phút, trong 15 phút đó nó vẫn hơn là mình thả trôi cuộc đời mình, thả trôi ngày tháng nó cứ đi qua. Mình cứ nói hoài lúc này bận quá chưa tu được, chừng nào rảnh? Không, bây giờ mà không rảnh thì chừng nào mình mới rảnh? Mà nên nhớ là thời gian không có chờ đợi nha, tuổi thọ không có chờ đợi nha, cái già cái bệnh cái chết nó không có chờ đợi ai hết nha, phải không? Thì mình không có nói cái chuyện gọi là chừng nào đợi tôi cái này, đợi tôi cái kia, phải không? Con quỷ vô thường kia không hẹn mà đến, ai tụng kinh Địa Tạng nhớ câu đó không? Con quỷ dữ vô thường kia, phải không, không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn. Phẩm thứ bảy đó, thứ bảy thứ tám gì đó, phải không? Thứ đó cho nên đó, không có thể nào mà chúng ta chờ đợi được. Tỉnh lúc nào thì phải liền tu lúc đó. Ở trong các cái phần nghi lễ đó thì chư tổ có soạn ra một cái phương pháp mà quý ngài thường dùng là sám pháp. Sám pháp là gì? Chữ sám có nghĩa là sám hối. Chữ pháp nghĩa là phương pháp. Phương pháp giúp cho chúng ta sám hối gọi là sám pháp. Nhưng bây giờ cái phương pháp này dựa theo cái gì? Phương pháp này là phương pháp gì? À, thí dụ người con người thì kính ngưỡng Đức Quan Âm, muốn cầu nguyện Đức Quan Âm, muốn trì Đại Bi Thần Chú của Đức Quan Âm thì lấy cái kinh nào nói về Đức Quan Âm đó, dựa vào cái kinh đó soạn ra một cái phương pháp để chúng ta sám hối theo Đức Quan Âm. Còn có người bệnh tật nhiều muốn sám hối cầu giải bệnh thì là dược sư sám pháp, tức là phương pháp sám hối theo cái sự giảng dạy của Đức Phật dược sư đó. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên mình có một thể loại sám hối chúng ta thường gọi là sám pháp, nhưng mà sám pháp là danh từ chung, mà rồi bắt đầu mới tới cái danh cái đề riêng của mỗi quyển là Đại Bi Sám Pháp. Sám pháp Đại Bi tức là chú Đại Bi đó, hay là thí dụ bây giờ mình kính ngưỡng Đức Địa Tạng thì có Địa Tạng Sám Pháp, mình kính ngưỡng Đức Dược Sư thì có Dược Sư Sám Pháp, còn mình hướng về Đức Mục Kiền Liên mà nương theo Ngài để mà mình sám hối cho cha mẹ ông bà thì gọi là Mục Liên Sám Pháp. Như vậy thì sám pháp hai cái từ này chung cho tất cả những cái đề khác. Thì chư tổ khi mà các quý ngài soạn cái sám pháp, quý ngài không có soạn khơi khơi à nha, mà quý ngài vận dụng cái tuệ giác, cái lòng từ, cái sự tu của quý ngài, và phần lớn là quý ngài dựa theo cái quyển kinh đó để trích ra, nương vào quyển kinh đó trích ra một vài đoạn để làm cái sự một cái quyển nghi lễ cho chúng ta hành trì. Thì tối hôm nay á, Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng cái bản sám pháp mà lâu nay phần lớn các nơi đều trì tụng. Vì cái sám pháp này không có dài. Đây gọi là Đại Bi Sám Pháp. Đại Bi Sám Pháp là gì? Tức là phương pháp sám hối theo sự hành trì tâm chú Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, tức là Đại Bi chú. Trước khi người ta trì chú, còn cái phần lễ sám hối
rồi bắt đầu mới vào cái phần trì chú. Thì cái quyển sấm pháp này mỏng thôi, không có dày, thì quý vị có thể hành trì. Và khi vào cái phần chú thì có thể tụng 3 lần, 7 lần hay nhiều ít gì tùy mình. Rồi sau đó chúng ta kết thúc. Thành thử ra ví dụ một cái khóa lễ 1 giờ đồng hồ thì cái quyển này cũng có thể hành trì được trong vòng 1 giờ đồng hồ. Và cái lời trong này cũng rất là hay. Thì bây giờ Pháp Hòa giới thiệu cái quyển sấm pháp này. Cái quyển sấm pháp này á, do một vị hòa thượng ở bên Trung Hoa, đời nhà Tống, đời Bắc Tống, ngài soạn cái quyển sấm pháp này dựa theo một cái bộ kinh gồm 22 chữ. Bộ kinh này có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Tính luôn chữ kinh là 22 chữ, còn để chữ kinh ra ngoài, tên của cái quyển này không thôi là 21 chữ. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngài dựa vào quyển kinh đó, ngài soạn ra cái sấm pháp này. Ngài thuộc tông Thiên Thai, ngài ở núi tên là núi Tứ Minh, pháp hiệu của ngài là Tri Lễ. Và khi ngài sống vào năm 900, ngài sinh năm 960, ngài tịch năm 1028. Năm 1020, vua nhà Tống đã ban cho ngài một cái hiệu là Pháp Trí Đại Sư. Pháp Trí Đại Sư. Vậy này thì ngài có hiệu là Pháp Trí, pháp danh của ngài là Tri Lễ, ngài ở núi Tứ Minh. Bởi vì người xưa người ta tôn trọng chư tổ, không có dám gọi đích danh, người ta hay lấy cái tên núi người ta gọi, cho nên thường gọi ngài là Hòa Thượng Tứ Minh. Tứ Minh đó là tên của ngọn núi. Thí dụ như là ngài Huyền Giác, ngài sanh ở Vĩnh Gia, cho nên khi mà người ta nói tới Thiền Sư Huyền Giác thì người ta không có gọi ngay đạo hiệu, người ta nói Thiền Sư Vĩnh Gia. Thí dụ như là Tổ Quy Sơn, ngài hiệu là Linh Hữu, nhưng mà đâu có ai gọi ngài ngay đó đâu, vì ngài ở núi Quy Linh Sơn mà, Quy Sơn, cho nên người ta gọi ngài là Tổ Linh, Tổ Quy Sơn. Nhưng mà Quy Sơn không phải tên, là cái tên của ngọn núi. Vì ngày xưa người ta tôn trọng, người ta kính, ta không có dám gọi ngay cái đạo hiệu, không có dám gọi lấy cái núi để mà gọi quý ngài. Thì ngài Tứ Minh, ngài soạn ra cái quyển sấm pháp này mà dựa theo cái quyển kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Khi mà ngài soạn xong á, thì ngài đưa cho thiền sư. Đến khi mà ngài soạn rồi thì ngài đọc thể. Ngài đọc thể là người chỉnh lại cái lời văn, sửa lại cái lời văn cho nó gọn. Ngài đọc thể là một vị tổ chuyên về luật giới ở tại Trung Hoa. Và ngài là người đã khơi sống lại cái truyền thống giữ luật ở tại Trung Quốc. Bây giờ ở Trung Quốc, ở Nam Kinh, cái núi đó gọi là núi Bảo Hoa, chùa gọi là chùa Long Sương. Và ngài đặc biệt hồi nhỏ đó, ngài có cái tài vẽ, và ngài vẽ hình rất là đẹp, nhưng mà đặc biệt là ngài vẽ hình Đức Quan Thế Âm. Vẽ hình Quan Âm đẹp lắm. Và ngài được cái hiệu gọi là Kiến Nguyệt. Kiến Nguyệt tức là nhìn trăng. Pháp Hòa nhớ năm 2002, lần đầu tiên đi sang Trung Quốc để mà chiêm bái những cái tổ đình thánh tích của chư tổ đó, thì Pháp Hòa có đến đó và đi ngang cái vườn, thấy một cái bức đá người ta khắc hình một vị hòa thượng ngồi ngó trăng.
Thì hỏi thì một thầy trong đó nói ô đây là ngày kiến nguyệt, thì mình mới nhớ là thì ra là ngày hình bức hình này là hình của ngày kiến nguyệt. Cái quyển kinh này á nguyên là bằng tiếng Phạn, được một vị hòa thượng, một vị tổ người Ấn Độ dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. Vị này tên là Già Phạm Đạt Mạ, người Ấn Độ đã du hóa vào Trung Quốc vào thời nhà Đường, rồi ngài mới dịch cái quyển kinh này ra. Thì quý vị nhớ là ở trong Phật giáo á, những cái giáo pháp của Phật á, nó có hai phần: hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo là gì? Hiển giáo tức là những cái quyển kinh chỉ cho mình rõ ràng cái đường lối để mình tu, có đó là hiển giáo. Hiển tức là phơi bày ra, làm cho nó rõ ràng ra. Nhưng mà có một cái cách khác nữa gọi là mật giáo. Mật giáo là gì? Mật giáo tức là những dạy cho mình định tâm bằng cách là mình lấy một câu thần chú, một bài chân ngôn nào đó, rồi mình miên mật mình hành trì cái bài đó, dù mình không có hiểu hết ý, ví dụ vậy, nhưng mà mình cứ thành tâm mình trì cái đó để cho nó tạ có một cái định lực, một cái công đức lực. Thì cái trường hợp như vậy gọi là gì? Mật giáo. Còn thí dụ như giờ Phật nói này các thiện nam tử, quý vị muốn dứt lòng tham thì nên thực hành bố thí, quý vị nếu muốn dứt lòng sân thì phải thực hành lòng từ bi. Những cái trường hợp như vậy gọi là gì? Hiển giáo, tức là chỉ cho mình cái cách. Còn giờ muốn giúp cho mình định cái tâm thì Phật dạy mình một cái cách khác là trì chú. Hiểu ý không? Tức là mật giáo, hiển giáo, mật giáo. Thì có nhiều bản kinh đó, vừa là hiển giáo mà cũng vừa là mật giáo. Thí dụ như kinh Dược Sư, Phật dạy cách mình phải tu bát quan trai, phải thắp đèn treo phan, vân vân. Xong rồi ngài còn dạy là ai muốn thì trì thêm chú Dược Sư. Thì cái phần chú Dược Sư là phần mật giáo, còn những cái gì mà ngài dạy mình trong đó là hiển, hiển giáo. Quý vị rõ ha? Thì bây giờ khi mình đi cái bản kinh này á, cái bản sám pháp này được ngài dịch, được ngài soạn ra, thì ở Việt Nam mình á, cái bản sám pháp này Pháp Hòa biết là có vài bản dịch. Bản dịch của ngài Giác Hải, bản dịch của Hòa thượng Thiền Tâm, bản dịch của ngài Quảng Minh. Nhưng mà cái bản của ngài Thiền Tâm á, thường được dùng. Thì ở đây cái bản này mình đang có đây là bản dịch của ngài Thiền Tâm. Nhưng mà khi xưa đó, người ta soạn ra cái lúc mà ngài Tứ Minh ngài soạn á, có vài câu không có. Sau này cái bản kinh này được in lại tại Hồng Kông, thì bên Hồng Kông á, bên hồi xưa gọi là Hương Cảng, Hương Cảng mới thêm một đoạn, thì trong đó có cái đoạn nè, cái đoạn đảnh lễ ngài Tứ Minh Tôn Giả Pháp Trí Đại Sư. Như vậy thì chứng tỏ là cái bản này phải được đưa vào, cái câu đó được đưa vào sau khi ngài Tứ Minh tịch. Tại sao? Vì khi ngài soạn quyển sám pháp này, ngài soạn để cho mình hành trì mình tu, thì ngài đâu có thể để tên của ngài vô đó để biểu mình lễ ngài đâu, phải không? Nhưng mà vì người sao mình kính ngưỡng cái người đã soạn ra cho mình quyển này, cho nên mình thêm cái đạo hiệu của ngài vô để mình đảnh lễ, mình tri ân người đã soạn cho con quyển sám pháp này. Chút xíu nữa khi tương lai khi mình học tới thì mình sẽ thấy cái chỗ đó. À, bây giờ á, Pháp Hòa giải thích hai chữ sám pháp rồi. Thấy không? Sám pháp đại bi. Đại bi là gì? Đại bi là một cái, đại bi á, là một trong bốn cái tâm rộng lớn của nhà Phật. Từ, bi, hỷ, xả. Bốn cái danh từ này nhà Phật gọi là gì? Tứ vô lượng tâm. À, tứ vô lượng tâm. Tứ là bốn. Vô lượng là gì? Rộng lớn, không có lường được. Có chỗ người ta dịch là bốn tấm lòng rộng lớn: lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Từ, bi, hỷ, xả. Tứ vô lượng tâm.
Người ta nói theo cặp vậy đó. Rồi bây giờ đây là cái bài ca ngợi. Kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay, Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy rõ ràng mình biết rằng Đức Quán Thế Âm không phải là một vị Bồ Tát mới đây, mà là một vị cổ Phật có tên là Chánh Pháp Minh. Ở đâu mình biết được cái chuyện này? Cái này là do Đức Phật Thích Ca nói lại trong kinh. Đức Phật nói quý vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đời này đó, không phải là đời này là Bồ Tát thường đâu, đã từng là một vị cổ Phật có tên là Chánh Pháp Minh. Hiện nay vì thương chúng sanh mà hiện thân Bồ Tát. Cũng giống như là ông bác sĩ, bác sĩ lâu rồi nhưng mà tự nhiên sao giờ trở lại vào nhà thương á, gấp nước đá cho bệnh nhân. Tại sao biết không? Bây giờ về hưu rồi, ở nhà buồn, đi vào đó volunteer. Không biết quý vị có từng gặp, thỉnh thoảng Pháp Hòa đi đám tang á, ngồi trên xe cái thì Pháp Hòa gặp nói chuyện với ông tài xế. Tại vì ở bên ấy Minh Tinh á, có cái lệ là hễ đi bất cứ đám tang nào mà ở nhà hoàng nào á thì mình không có tự đi, nhà hoàng mang xe tới chở mình đi, đi xe limo 6 cửa đàng hoàng. Cho nên người ta mới nói mấy đứa nhỏ bữa Pháp Hòa đi á, bước xuống nó nói wow thầy you so cool. Nó đâu có biết mình đi đâu. Nó thấy mà sao tự nhiên trước cửa chùa có chiếc xe limo 6 cửa mà chờ thầy. Rồi xong rồi mỗi lần mà thầy bước ra cái là ông tài xế ông tới, ông mở cửa rồi ông, rồi mình cái vạt áo mình lọt ở ngoài, ông còn đứng ông cầm ông ấm cửa vô. Mấy đứa nó thấy nó nói mình so cool, nó không thầy so hot. Tại biết không, tại vì đi đám ma mới được đứng ngồi. Chừng nào có đám tang mới được ngồi chứ đâu phải khơi khơi vậy. Thì nhiều khi nói chuyện với mấy ông cái thì mấy ông nói ô tụi tôi là làm cái nghề này lâu năm lắm rồi mà về hưu rồi, tại ở nhà mình buồn á mới nói để tên với số phone lại trong cái công ty này nè, khi nào mà đám nào mà đông họ cần họ gọi tụi tôi tới volunteer lái xe cho nó vui, ở nhà mình buồn, phải không? Thì nhiều khi đi vô mà gặp các cái người nhỏ mới vô là khinh thường á, cái thì mấy người cái đấy đừng có coi thường ông già này nghe. Ổng là 30 năm trước á, ổng là làm ở đây, là ổng là sếp ở đây đó, thấy không? Thì quý vị đừng có nhìn Đức Quan Âm thường thường như vậy nghe. Chánh Pháp Minh Như Lai cổ Phật, chính là đời hiện nay Quán Thế Âm Bồ Tát bậc thành công đức diệu, người có thành công được một cái công đức rất vi diệu. Công đức vi diệu của mình là công đức gì? Đây là công đức. Công đức đó là gì? Nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tai mắt. Cũng cái thân này, cũng một cái tâm này, cũng một cái thân này. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ lòng từ thì chúng ta có thể ứng hiện làm tất cả việc mà không hề bao giờ có một cái sự buồn khổ nào. Mình đừng có nghĩ tôi vậy mà biểu tôi đi quét nhà hả, tôi vậy mà biểu tôi đi rửa chén à. Không, mình có thể rửa chén được nhưng mà mình cũng có thể quét nhà được, mà thậm chí mình lên tụng kinh vẫn được. Vì sao? Vì cái chỗ công đức vi diệu đó nó không có nghĩ bàn. Cái người mà handy, handyman, handy, handy lady, ta làm được hết việc. Hiện ra ngàn tay mắt, nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tay mắt. Tại sao? Vì người đó có đủ lòng từ bi, vũ lòng từ bi. Chữ vũ là gì? Vũ là rũ xuống, nhỏ xuống. Thí dụ như mình nói gì đó, xin chư tôn đức rủ lòng từ bi thương xót, thí dụ vậy đó.
Thì cái chữ rủ lòng là gì? Để lòng thương xuống chúng con, nhìn xuống chúng con. Mình xin cái gì mà cha mẹ không cho, nó xin cha mẹ rủ lòng thương cho con, nhỏ lòng xuống, nhìn xuống. Vì khi mình nhìn xuống thì mình mới hiểu được, mình mới thấu được, mình mới cảm thông được. Chứ ở trong đời này mình làm bất cứ một cái việc gì á, mình không có nhỏ lòng xuống, không có nhìn xuống, không bao giờ mình thấy được. Nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tay mắt, làm được hết. Thí dụ ông bác sĩ, ông vô trong văn phòng, ông là ông bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, nhưng mà ông về nhà đó không còn là bác sĩ nữa. Về nhà thì ông phải là ai? Là chồng, là cha, thậm chí khom lưng xuống để cho đứa con leo lên lưng, cởi rồi ông bò, ông chơi với đứa nhỏ. Vì sao vậy? Vì ông biết rằng đây là đứa con của mình, nó còn nhỏ, nó thích chơi như vậy. Mình ở trong văn phòng mình là bác sĩ, nhưng mình về nhà. Ông vua cũng vậy, ông ngồi trên ngai vàng, ông xử việc nước, hàng ngàn người quỳ xuống, hoàng thượng vạn tuế. Nhưng mà khi ông trở về hậu cung thì ông phải là hoàng thượng và vua, ông cũng cần có một cái gia đình, ông cũng phải có nhà, có vợ, có con. Đó. Mình cũng y như vậy. Cái người có lòng từ thì làm tất cả việc mà không hề bao giờ có một cái sự than vãn, làm mà có niềm vui trong đó. Soi thấy khắp pháp giới, soi thấy, nhìn thấy rộng rãi, để làm gì? Hộ trì các chúng sanh, khiến phát lòng đạo sâu. Hộ trì cho chúng sanh. Hộ trì là gì? Hộ trì tức là giúp đỡ. Chữ hộ là giúp đỡ, chữ trì là gìn giữ. Vừa giữ người đó mà vừa hộ cho người đó. Cái tâm nguyện mà lâu nay Pháp Hòa lúc nào cũng tâm nguyện như vậy, là làm sao mình đem hết cái khả năng của mình, cái cuộc đời của mình đó, để mình làm những gì được, mình giúp được cho người đi trên cái con đường đạo. Cho quý vị biết không, khi Pháp Hòa đi đâu, đi hành hương lễ Phật ở đâu cũng vậy, cái điều Pháp Hòa lại, Pháp Hòa cầu nguyện là gì? Chỉ xin Phật chứng minh cho cái tấm lòng muốn nuôi dưỡng những người trẻ, để những người trẻ đó có thể tiếp nối được Phật Pháp. Bao nhiêu đó đủ rồi, không có cầu nguyện cho cha, cho mẹ, cho ai hết. Vì một mình họ giúp được cho mọi người, thì trong đó có người thân của mình, trong đó chúng sanh là chung, có cha mẹ, có người thân của mình, chỉ bao nhiêu thôi. Cho nên mình làm sao á, quý vị biết không, làm cho một người thối tâm dễ lắm, nhưng mà hộ trì nuôi dưỡng một người vững tâm không phải dễ. Bây giờ mình nhìn coi, con của mình đó, muốn nó học hư không? Dễ lắm. Muốn nó học tốt không? Không phải dễ. Cho ở đây Pháp Hòa thấy đó, nếu mà mình nhìn vào hoàn cảnh mình thấy con mình đó, nó tốt ha? Nó chung là nó thành tựu được cuộc đời của nó, là một cái thành công lớn của mình, không có cái gì bằng đâu. Dù cho mình thành công cơ sở làm ăn bất cứ, nhưng mà tất cả cái đó không bằng cái thành công đó, ngoại lắm. Nó không bằng mình thành công rằng đứa con của mình nó đã đến nơi đến chốn, gọi là nó không hư hỏng, nó có học, nó thành tốt, đó là cái thành công. Cho nên á, mình làm sao mình hộ trì cho tất cả mọi người phát được cái lòng tin ở đạo cho sâu sắc, tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Đó là tâm nguyện của mình. Tâm nguyện đầu tiên của mình là làm sao cho mọi người được đi trên con đường đó. Tại sao vậy? Tại vì nếu con đường đạo mà không có đó thì nguy hiểm lắm. Người mà sống không có đạo nguy hiểm lắm, chứ phải có đạo. Cho nên mình đừng có nói với người ta là tôi không có đạo gì hết á. Không được đâu. Người không có đạo làm sao? Phải không? Mình sống trong đời thì phải có đạo chứ. Dù không là Phật đạo, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Phật, không đạo gì hết, thì ít nhất cũng phải có đạo người, nhân đạo.
phải không? Mà nếu mình không có nhân đạo thì là gì? Mình không có đạo gì hết sao? Chứ không phải đâu, phải có đạo. Khiến phát lòng đạo sâu, dạy trì chú viên mãn, cho xa lìa đường ác, được sanh trước Như Lai. Khi mình lìa được cái đường ác á, thì mà ở trước Như Lai. Như là gì? Chữ Như là không có lai động. Lai là mình tùy duyên. Mình làm sao mình tùy thuận nhưng mà không có lai động. Những tội nặng vô gián, cùng bệnh ác lâm thân, khó nổi cứu vớt được, cũng đều khiến tiêu trừ các tam muội biện tài. Tam muội tức là cái chánh định, biện tài là cái giỏi, cái khéo, cái siêu việt của mình. Thí dụ người đó có cái tài biện luận, đó là biện tài. Rồi mình thông hiểu được những cái ngôn ngữ, những cái tiếng của người ta, biện tài. Thí dụ mình đi tới đâu mình hiểu được cái phong tục. Bây giờ ở Canada mình có cái phong tục là hôm 11 tháng 11 vừa rồi đó, mình đi đâu mình cũng thấy người ta đeo một cái hoa màu đỏ. À, cái hoa đó có tên là cái poppy. À, khi mình ở Canada người ta gọi là cái này là poppy day. Ngày đó là poppy day. Mình hiểu cái ý nghĩa là cái ngày đó là người ta đeo cái hoa đó, cái mùa, cái tháng đó đeo cái hoa này để tưởng niệm các chiến sĩ, những người đã hy sinh trong cái thế chiến thứ nhất. Thí dụ như vậy. Ở bên Tây Ban Nha đó, họ có một cái phong tục mừng sinh nhật, là họ bỏ cái kẹo vô trong một cái con ngựa hay con gì đó trong cái bọng, rồi cái đứa nhỏ, cái người mà sinh nhật đó, phải đập cái con nó ra cho nó tung kẹo ra cho nó vui. Đó là một phong tục. Sự mong cầu hiện tại đều cho được thành tựu, quyết định chẳng nghi sai, khiến mau được ba thừa. Ba thừa là gì? Ba thừa là ba cái cổ xe. Bởi vì tùy theo mỗi trình độ của cái người nhận biết tu mà Phật nói. Bây giờ mình ví dụ ba thừa, ví dụ như tiểu thừa là gì? Là xe bốn cửa đó. Trung thừa là minivan. Đại thừa là xe truck. Không? Mà bây giờ hồi đó mình mới học lái xe, làm sao mình dám lái minivan, lái xe bốn cửa thôi. Rồi lái thời gian rồi cái bắt đầu mới lái tới minivan. Minivan là lái xe truck. Phá Hoài nhớ hồi mình làm những cái phòng ở trên Tây Thiên á, thì phải đi mua giường, mua nệm. Thì mua xong rồi thì họ nói là nếu mà mình muốn họ chở tới nơi á, họ trả cái tiền delivery mắc lắm. Phá Hoài nói thôi bây giờ mình đi mướn chiếc xe đi. Đi lên cái hãng discount đó, mướn chiếc xe truck 24 feet. Không ai lái hết, Phá Hoài lái. Mà khi mà lái cái xe đó đó, quý vị biết không, cái tim Pháp Hòa nó muốn nổ vậy đó, tại nó hồi hộp quá đi. Chưa bao giờ mình lái một chiếc xe nó dài cả 24 feet. Trời ơi, lái mà nó cứ rung vậy nè. Mà nó thôi thôi bây giờ tấp về chùa đi, cho tôi thở một chút rồi tôi mới đi nổi. Nó là Phật thừa. Xe 24 feet là xe Phật thừa. Tại vì mình đã lái được xe nhỏ 4 cửa, xe van, xe truck lái được rồi. Ba thừa đó mình lái rồi. À, nhưng mà có cái Phật thừa chưa lại. Chẳng khác nào mà hồi xưa kinh Pháp Hoa mà Phật nói: các thầy ơi, các thầy phải hướng về cái chỗ lớn, thì các thầy kia người ta không có nhận được. Người ta nói hồi nào giờ con không có chấp nhận được, con không có chấp nhận là làm gì có được có chiếc xe to như vậy. Phật mới đưa cái ví dụ đó, xe dê, xe hư, xe trâu đó, dụ ra khỏi nhà lửa, tới hồi mà các con ở trong nhà lửa chạy ra hết rồi thì Phật mới thương quá, ông người cha thương quá, không có cho ba cái xe đó mà xe cho chiếc xe trâu. Thấy không? Xe dê, xe hư, xe trâu là ba thừa, cho chiếc xe trâu là cho chiếc xe tốt nhất, lớn nhất, limo Mercedes. Nhưng mà không có nhận, nó trời ơi tôi làm gì lái được chiếc xe này. Khiến mau được ba thừa. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người á, người ta
có cái nhận biết và cái khả năng người ta không có dám, nhưng mà người ta có khả năng. Đi hành hương đi đâu mà đường xa đó, thường Pháp Hòa nói quý bác ráng đi, sắp tới rồi. Đi tới đó cái ngồi nghỉ mệt xong rồi nói ô còn chút nữa, khoảng 10 phút nữa tới. Đi xong 2-3 đợt 10 phút mà chưa thấy tới, mấy bác nói nãy giờ mình ở trong hóa thành dụ mà mình không biết. Kinh Pháp Hòa có một phẩm tên là Hóa Thành Dụ, tức là cái kể rằng có một nhóm người đi tìm châu báu nhưng mà mệt quá muốn quay về, thì cái người dẫn đường họ thương, họ không muốn uổng phí cái đường đi á, họ mới nói các anh đây tới chỗ rồi, thôi các anh vô nghỉ đi. Khi các người này nghỉ mệt xong rồi thì cái người dẫn đường mới nói cái chỗ này là nãy giờ tôi biến hóa ra thôi để cho các anh nghỉ mệt đỡ đó, bây giờ các anh hết mệt rồi tôi nói chắc anh biết nó ở đằng kia kìa. Thì cái phẩm đó gọi là Hóa Thành Dụ, tức là hóa thành, cái hóa thành là mình biến hóa ra một cái thành để mình dụ, mình để cho người ta ở lại nghỉ mệt. Giống như mình dài dụ con ăn cơm vậy đó, con ráng muỗng này nó hết rồi, muỗng này xong rồi, mẹ không ép nữa đâu. Nhưng mà nó ăn xong một muỗng rồi, khi nó nhai xong rồi, ráng muỗng nữa đi con. Thường thường ở trong chùa mà ăn cơm mà dư lại hay dụ kiểu đó lắm. Ta không cho thấy cái nồi cơm đâu nha. Ta cầm nó, còn có muỗng à ráng không? Cái người kia nó, à để tôi ráng. Cứ màng chục người rồi mà chưa thấy hết. Hóa thành dụ. Khiến mau được ba thừa và sớm lên quả Phật. Sức oai thần công đức. Quý vị nhớ nha, cái câu này nó quan trọng lắm. Cái oai thần là gì? Cái oai thần này là do mình có công đức mà có, chứ không phải mình có quyền uy mà gọi là có oai đâu. Cái oai đó người ta chỉ sợ mà ta không có kính. Mình phải có cái oai đức nào mà người ta sợ, người ta thương mà người ta kính. Cho nên trong cái phẩm Công Phu Sáng quý vị thường tụng không? Đại chúng ngưỡng quang úy ái kim bảo. Đại chúng nhìn lên thấy Phật vừa mừng vừa sợ. Cho nên mình phải tu thiệt để cho nó có cái công đức và nó có cái oai thần, chứ mình đừng có mượn cái oai của người khác mình gắn vô. Cái đó portable, dán thôi. Hồi nhỏ mình không có tiền mình đi mua hồ á, quý vị nhớ mình dán bằng cái gì không? Cơm nguội. Bột đâu tiền đâu mua bột. Cơm nguội hay là bún, nhớ không? Đi học mà làm thủ công mà không có tiền mua hồ thì lấy bún với gạo dán. Trời ơi, nhiều khi thèm con diều muốn chết. Đi lượm được tờ báo với hai cọng tre, phải không? Rồi về cái không có cái kéo cái dao nữa, ngồi ai muốn, ai có nhớ muốn xếp, muốn xé cho nó ngay làm sao không? Xếp lại chưa hết, liếm nữa. Nhớ không? Liếm cái đường giấy đó để cho nó mềm rồi mình xé nó mới dễ. Hay không? Trời, hồi nhỏ sao nó thông minh khiếp vậy đó. Mình muốn xếp con diều, mình có tờ giấy mình xếp xong rồi mình phải liếm cái đường đó để cho nó ướt đi, mình xé nó mới dễ. Xong rồi bắt đầu mình mới lấy cơm nguội á, phải không? Mình lấy cơm nguội mình dán lên. Chỉ có như vậy thôi mà hạnh phúc quá chừng. Đi học không có tiền mua một cái bình mực thì mình mua bột mực. Bột á, rồi về mình pha. Phải không? Nhưng mà ai có tiền á thì mới mua được cái viết bơm mực. Còn mình không có tiền thì mua cái viết gì? Cái viết chấm thôi. Đụng chấm đi học về tụi mình học giỏi lắm, tay chân mực không. Đi học về tụi mình học giỏi lắm. Rồi con tôi học hay quá. Cho nên mấy đứa nhỏ ở đây á, nhỏ vậy mà nó cận hết trơn rồi, tưởng nó đọc sách dữ lắm. Ai ngờ đâu bắn game không. Bắn game mà cận. Hồi đó ai mà cận là phải là người trí thức, người học dữ lắm không, mới đeo mắt kiến chứ còn. Trời, bây giờ nó là đại học á. Nhưng mà độc hại lắm. Đại học là độc hại. Nó chơi game không mà nó cận. Hồi nhỏ mình rất là thích ăn sang. Mình khoái ăn sang cho nên sáng nào cũng ăn khoai.
sáng ăn khoai kêu là khoái ăn sang. Nghèo quá không có tiền ăn khoai luộc. Bởi vì bây giờ Pháp Hòa thấy khoai Pháp Hòa sợ nó muốn chết, tại hồi nhỏ Pháp Hòa ăn dữ lắm. Hồi nãy Pháp Hòa thấy mình có một cái dĩa xôi xôi lá cẩm. Xôi lá cẩm rất là đẹp, Pháp Hòa rất là thích cái màu lá cẩm. Nó tím mà tím đẹp lắm. Mà cái xôi đó mà nếu mình có một miếng bánh phồng, phồng nếp á, nướng lên rồi để cái xôi đó dắt lại. Có dừa khô, cầm cái nút de, đóng cái nút cạo vậy. Rất là Việt Nam. Thì ở đây mới nói mình phải có, nãy giờ Hoài giỡn với quý vị là để mình nói đừng có mượn các oai thần người khác mình dán vô, dán cái kiểu dán công nguội, dán bằng keo đó, không có chắc đâu, không có chắc đâu. Cho dù mình có lấy crazy glue ở đây, không có chắc. Sau Hòa thấy có nhiều người ta nhập cái crazy glue về người ta bán, cái người ta không biết dịch làm sao, người ta để chữ keo điên. Thì muốn quảng cáo cho người Việt mà. Anh nhập hàng của nước ngoài về, anh để chữ keo điên, anh dán vô. Keo điên là gì? Dán vô rồi gỡ không ra, muốn điên cho đó. Đừng có dán cái oai của người khác vô, không có được. Mình thật sự khi mình có tình thương thật sự đối với Phật sự, thì tự nhiên nó có cái oai thần, nó có cái công đức. Chứ mình đi vào trong chùa đó, hay là mình ở trong cộng đồng, mình làm việc chung cũng vậy. Mình cứ thật lòng mình làm đi, thì tự nhiên cái công đức mình nó sanh. Cái công đức không phải do ai cho, công đức là do mình tu tập. Cái công đức là do cái hạnh tu của mình, thì cái đó mới thật là cái oai thần của mình. Mình không cần làm gì hết mà người ta nhìn mình, người ta thương, người ta kính, người ta nể. Cái lời nói của mình lúc nào nó cũng êm dịu, nhưng mà lời nói đó nó mang lại cho người ta cái êm dịu, cái nhẹ nhàng mà người ta chấp nhận. Mình hò, mình hét, mình ra oai, người ta chỉ sợ thôi, nhưng mà trong lòng người ta không có kính mình. Và thậm chí trước mặt thì người ta làm, nhưng mà sau lưng người ta không có nể. Khi mình làm chủ, khi mình có cái phước mình làm chủ, thì mình phải nhớ là mình duy trì cái phước đó. Ở đây mình hay bị, thí dụ như lỡ mình mướn một cái người đó vô, mình nói họ. Nhưng mà nếu mà cái người làm đó họ không có hiểu được cái tâm ý của mình, họ ghét mình á, họ hủy cái việc làm của mình. Mình đâu có đứng đó mình coi hết họ được đâu. Họ giả bộ họ làm hư, họ dục. Họ dục thì mình phải tốn thôi. Người có nhiều đứa nó sống kiểu Mỹ nó như vậy. Tức là nó ghét chủ cái là nó phí phạm đồ ăn, thức ăn, vật dụng gì trong đó nó hủy đi. Cho nên mình sống ở đâu cũng vậy, mình phải có sanh cái công đức để nó tạo ra cái oai thần cho chính mình. Mà cái công đức này khen ngợi chẳng hay cùng, nói không có hết. Cho bây giờ mình làm gì, cho nên con một lòng quy mạng và đảnh lễ. Đức Quan Âm có lòng từ lớn, soi thấy các chúng sanh, vũ lòng đại từ bi, soi thấy các chúng sanh, cho nên hộ trì cho chúng sanh, khiến phát lòng đạo sâu, dạy cho người ta tu hành đến cái chỗ viên mãn, thành tựu được những cái việc làm đó. Cho nên cái công đức của Ngài không thể lượng. Ở đây quý vị mới thấy rằng á, mình cho người ta một cái vật chất không bằng mình dạy cho người ta cái con đường thoát khổ. Cái người kia họ khổ quá, mình tới mình an ủi người ta, làm sao cho cái tâm hồn người ta được nhẹ nhàng ra. Công đức nó lớn. Cho trong tất cả các cái thí, phải không, thì cái thí gì là lớn nhất? Pháp thí là lớn nhất. Mình nên pháp thí. Bây giờ mình không biết nói, mình không biết giảng kinh, nói pháp, mình cúng dường để cho người ta có phương tiện, người ta sang băng. Rồi cái người kia có khả năng sang băng, sang băng cho người khác nghe. Không, mà người ta nghe, người ta đỡ khổ được á. Một người á,
là mình có công đức một người. Mình nghe được một cuộn băng nào hay, mình nên khuyến khích người ta nghe. Khuyến khích người ta nghe mà người ta tỉnh táo được con người người ta thì công đức chẳng có thể lường. Tại sao gọi là công đức không thể lường? Tại vì hễ cái gì mà mình, cái chữ lường là gì? Cái biên là gì? Cái biên là cái ngằn mé của nó. Mà đã có cái ngằn mé thì có chỗ nó chấm dứt. Còn bây giờ vô biên, cho nên gọi là vô lượng. Vô biên với vô lượng. Vô biên là không có cái biên giới, không có cái ngằn mé, thì làm sao mà có lượng được. Ân đức của Phật cũng thế. Cho nên cái bài ca ngợi Đức Phật phải không? Hư không khả lượng, phong khả kế. Đại hải trung thủy khả ẩm tận. Hư không khả lượng, phong khả kế. Nhưng mà vô năng thuyết tận Phật công đức. Đại hải trung thủy là nước trong biển lớn, có thể uống hết. Đại hải trung thủy khả ẩm tận. Hư không có thể đếm được, khả lượng. Phong khả kế, gió có thể đếm được. Phải không? Làm sao mà đếm được hư không, đếm được gió, uống được hết nước biển. Nhưng mà giả dụ như có làm được việc đó thì ân đức của Phật nói cũng không cùng. Tại sao vậy? Tại vì Phật chỉ cho mình cái con đường thoát cái khổ. Còn người ta, còn bây giờ nếu mà ai có cho mình tiền muôn bạc để đi nữa thì cũng sao. Thí dụ bây giờ quý vị cho Pháp Hòa một nồi cơm, thương quá cho một nồi cơm. Pháp Hòa đâu ăn hết nồi đó lần được, cũng hai chén ba chén thì no cái bụng thôi. Nhưng mà nhiều khi no cái thân nhưng mà khổ cái tâm. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, mình ăn cơm rất bình thường nhưng mà gia đình mình hạnh phúc, còn hơn là mình ăn cơm rất ngon nhưng mà gia đình mình không vui. Cho nên nhiều khi mình ăn cơm rất thường vậy đó mà gia đình mình hạnh phúc, quý vị phải thấy đó là điều kiện của hạnh phúc. Cái đó không thể nói được, không có cái gì đổi chác được. Không có đổi chác được. Bây giờ cái công đức đó khen ngợi chẳng hay cùng. Cho nên bây giờ làm gì? Chỉ có một lòng quy y và đảnh lễ thôi. Chỉ có cái việc là làm cái việc là quy y là gì? Quy y cái là mình trở về, mình quy mạng, đem cả thân mạng này đảnh lễ. Có nhiều chùa, cái chữ đảnh là gì? Đảnh ở đây nè, đảnh là cái đỉnh này nè. Đem cả cái thân mạng này cũng như cả cái đỉnh đầu này để mình lạy, mình phục cái người đó. Ở Việt Nam người ta không có cho rờ đầu. Chơi mà lỡ rờ đầu người ta không thích. Hồi nhỏ đó, mỗi lần mà ai mà rờ đầu mình không có thích, mình nói đầu tao thờ cha mẹ mày. Mà cứ rờ hoài đâu có được. Đầu người ta thờ cha mẹ. Cho nên ở trong chùa, có nhiều cái chùa lớn á, ở trong một cái đỉnh núi hay cái gì đó, thì khi mà chùa ở trên đỉnh núi thì mình phải lên đỉnh, phải không? Lên đỉnh. À, cái đỉnh đó người ta kêu là giống như cái độ cao của nó giống như là cái đỉnh của Phật vậy đó. Cho ta để bốn chữ Phật đảnh, đảnh Phật. Tại sao gọi là Phật đảnh, đảnh Phật? Tức Phật đảnh có là anh đã đến được cái địa danh tên là Phật đảnh. Vì cái độ cao của cái núi nó cao, người ta ví như cái đảnh Phật, cho nên là Phật đảnh. Giờ tới đây rảnh làm gì? Anh đảnh lễ Phật. Ta để bốn chữ Phật đảnh, đảnh Phật. Bốn chữ liền một vậy. Thấy không? Phật đảnh là tới nơi, đảnh Phật là đảnh lễ Phật. Phật đảnh, đảnh Phật. Đó là cái bài ca ngợi tán thán. Chữ ca, chữ tán là gì? Tán là nói lên cái tên danh của người đó. Phải không? Thán là gì? Thán cũng là khen cái việc làm của người đó. Cho nên cái là tán thán. Mình nói cái danh của người ta rồi, cái tên của người ta xong rồi thì mình còn nói đến cái gì nữa? Mình nói cái hạnh của người ta nữa. Thí dụ bây giờ nói, hôm nay tôi xin long trọng giới thiệu với quý vị ông Trần Văn Tròn. Phải không? Trần Văn Tròn là tán. Bây giờ tháng nè, ông đã từng đóng bàn tròn cúng rất nhiều chùa. Ví dụ vậy đó, ví dụ vậy đó, thì mình ca cái danh người ta, mình phải nói cái việc làm của người ta. Bây giờ này nè, mình tán là gì? Trên cái bài đầu nè, kính lại đời quá khứ,
chánh pháp minh Như Lai chính là đời hiện nay Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là tán. Bây giờ tháng nè, ca ngợi Việt Nam bậc thành công đức diệu, vũ lòng đại từ bi, nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tay mắt, hộ trì các chúng sanh, khiến phát lòng đạo sâu, vân vân. Và cuối cùng, tất cả những sức oai thần đó, hôm nay chúng tôi xin long trọng tuyên bố, quý vị, chúng ta chỉ có thể ghi nhận, tri ân, tán thán và đảnh lễ. Thì cái chữ trong nhà Phật chúng ta dùng là tán thán, gọi là vậy đó. Tán là ca cái mỹ danh, phải không? Thán là ca cái đức hạnh, cái việc làm của người đó. Rồi bây giờ tán thán, rồi bây giờ mình đảnh lễ, quy mạng và đảnh lễ mà. Đảnh lễ ai? Nhất tâm đảnh lễ. Nhất tâm là gì? Nhất tâm là một lòng. Cho nên mình mới chắp tay nè. Tâm của mình đó, nó chạy nhảy giống như 10 ngón tay vậy đó. Bây giờ hợp 10, hợp tất cả tâm lại, gọi là nhất tâm. Đem hết cả thân tâm mình trở về một mối, trở về ngay đây, gọi là nhất tâm. Không có chạy nhảy nữa. Nhất tâm đảnh lễ, mộp xuống đảnh lễ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Trong tất cả các nghi lễ đảnh lễ, phần lớn đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Bởi vì Ngài là giáo chủ của cõi chúng ta đang sống, cho nên chúng ta đảnh lễ Ngài trước. Có nhiều cái câu hỏi được hỏi Pháp Hòa là tại sao con thì con niệm Phật Di Đà, có chùa đó chùa tu theo Tịnh Độ, niệm Phật Di Đà, mà sao vô chùa thấy thờ Đức Thích Ca ở giữa không à? Có gì đâu. Tại vì mình ở cõi giới của Đức Thích Ca, phải không? Đức Thích Ca là vị đã giới thiệu Đức Phật Di Đà cho mình, dạy cho mình cái cách tu theo Phật Di Đà, thì mình kính ngưỡng Đức Di Đà, cho nên Đức Phật Thích Ca, cho nên mình thỉnh tôn tượng của Đức Phật Thích Ca để ở giữa. Còn tất cả tượng khác mình muốn để đâu, bên hông, phía trên, dưới, nhưng mà Đức Thích Ca ở giữa để biểu lộ rằng cõi này là cõi của Ngài. Cũng giống như, xin lỗi, Việt Nam mình ngày xưa nha, một cái đám tang người ta không có đưa ra nhà hoàng, người ta để nhà hoàng ở nhà. Nhưng mà mình bước tới cái đám tang, mình biết ai là chủ nhà, ai là người con cháu trong nhà. Vì con cháu trong nhà không được để ngay giữa, có phải không? Để bên hông thôi. Có hoàng là hoàng bên hông. Ở giữa nhà là chỉ có chủ nhà, cha mẹ. Ở trong chùa cũng vậy. Thí dụ như là trong chùa làm đám tang cho một vị tăng hay ni mất, thì ở ngay cái tổ đường, tổ chức ngay tổ đường làm lớn, chỉ có vị phương trưởng, vị trụ trì hay vị nào trưởng lão trong đó. Còn các tăng ni, những chúng nhỏ trong chùa thì làm bên hông, làm bên hông, hoặc kiếm một cái giảng đường để làm vậy đó, chứ không có làm ở trong tổ đường, thí dụ vậy. Thế đây mình nói đó, để giải đáp cái câu trả lời của Phật tử. Hay là ở trong nhà, ở Việt Nam ngày xưa mình bước vô là bàn thờ ông bà để ngay giữa, để biểu lộ rằng ngôi nhà này, ông này bà này chính là tổ tiên của gia đình này. Thì chúng ta là Phật tử, dù mình tu niệm Phật hay là thật ra mình thờ Phật Di Đà giữa cũng không sao, nhưng mà thông thường thờ Đức Thích Ca ở giữa là để biểu thị rằng Đức Phật ở cõi của chúng ta. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn. Tây Phương Cực Lạc, tên nói về Phật Di Đà đó. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn. Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn là được giới thiệu trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni mà hồi nãy Hòa nói. Vì trong bản kinh này nói rằng á, Đức Quan Âm kể lại là Đức Thiên Quang Vương Tịnh Trụ này vì thương Đức Quan Âm, muốn chỉ Đức Quan Âm một cách tu, cho nên Ngài vị Phật này đã nói cái bài chú Đại Bi Tâm Đà La Ni cho Đức Quan Âm nghe để Đức Quan Âm tu theo đó.
Quý vị nào có quyển kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni á, quý vị về dở cái quyển đó ra thì quý vị sẽ thấy cái đoạn Đức Quan Âm nói rằng Đức Thiên Quang Vương tịnh trụ vì thương con mà dạy cho con pháp trì Đại Bi Chú. Vậy thì trong cái sấm pháp này á, những cái danh hiệu của Phật Bồ Tát được trích ra trong này đều có xuất hiện ở trong cái quyển Đại kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này á. Giống như quý vị tụng sấm pháp dược sư coi, quý vị đảnh lễ các Bồ Tát nào? Nguyệt Quang Biến Chiếu, phải không? Nhật Quang, Nguyệt Quang, Văn Thù, rồi Đắc Đại Thế, Bảo Đàng Hoa, Cứu Thoát, những vị đó đều có xuất hiện ở trong kinh Dược Sư. Thì ở đây sấm pháp Đại Bi, những Phật, những Bồ Tát được nêu ra đây đều có xuất hiện ở trong quyển Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh hết. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ cửu thập cửu căn già xa chư Phật Thế Tôn. Chữ căn già xa là gì? Là hằng hà xa đó. Hằng hà xa, nhưng mà tại vì người ta âm theo tiếng Phạn là căn già xa, rồi mình dịch theo bây giờ là cát sông Hằng. Nhưng mà nếu ở trong này mình dịch là, bởi vì trong này mới dịch là, mình có thể dịch là 99 ức hằng hà xa chư Phật. Chữ ức nói cũng không nổi, nhiều lắm. Cửu thập cửu 99 ức hằng hà xa chư Phật, nhiều quá. Cái số cát mà nắm trong tay thôi đếm còn không hết, và bây giờ hằng hà xa, cả cát ở sông Hằng lần sau đếm. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng chánh pháp minh Thế Tôn. Đây là ai? Đức Quan Thế Âm, phải không? Quá khứ vô lượng chánh pháp minh Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết chư Phật Thế Tôn. Bây giờ nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình tóm gọn thành một câu thôi, là đảnh lễ mười phương tất cả các đức Phật. Cái câu này á, chúng ta gọi là tổng thể tam, tổng thể Phật bảo, chỉ lễ Phật thôi mà. Thập phương nhất thiết chư Phật, tại vì có ba cách chúng ta, có mấy cách chúng ta gọi ha. Thí dụ như là mình nêu một đức Phật thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái đó gọi là biệt thể Phật bảo. Biệt là nói riêng, Phật bảo là nói về tên của Phật, cho nên Thích Ca Mâu Ni là biệt thể Phật bảo, A Di Đà Phật là biệt thể Phật bảo. Còn ví dụ như nói Kinh Pháp Hoa, đó là biệt thể Pháp, Pháp bảo. Tôn Giả Ca Diếp, đó là biệt thể Tăng bảo. Rồi, bây giờ nếu mà nói rằng thập phương nhất thiết chư Phật, chung hết tất cả các đức Phật, thì gọi là gì? Tổng thể Phật bảo. Nhưng mà cái câu này nè, Nam Mô thập phương thường trụ tam bảo, thì chúng ta gọi là gì? Tổng thể tam bảo. Nói chung có Phật, có Pháp, có Tăng. Cho cái câu mà quý vị đảnh lễ mỗi lần nha, chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Thì cái câu đó gọi là gì biết không? Đảnh lễ tổng thể tam bảo, có Phật, có Pháp, có Tăng, của ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên là quá khứ, quá hiện vị lai. Quá là quá khứ, hiện là hiện tại, quá hiện vị lai. Thập phương là mười phương. Mười phương gì? Chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng. Cái câu đó không gọi là đảnh lễ đủ hết mười phương ba đời tất cả Phật pháp tăng. Chúng ta gọi là tổng thể tam bảo. Rồi bây giờ đi vô câu kế. Ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là biệt thể Phật, Phật bảo. Đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật là biệt thể Phật bảo, phải không? Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng là tăng bảo. Rồi cuối cùng cái nhau, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, đó là tổng thể tam bảo luôn. Hay cái câu thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là gì? Tổng thể tăng bảo.
Ví dụ vậy đó, cho mình nhìn vô mình biết à cái này biệt thể, này tổng thể, này hiểu như vậy. Đây là tổng thể Phật bảo. Rồi bây giờ mới tiếp nè: nhất tâm đảnh lễ hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhất thiết chư Phật Thế Tôn. Kiếp á, mình đã giải thích đó, một 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 cái thời gian, khoảng thời gian dài bao lâu đó kêu một kiếp. Ngày xưa đó ta kiếp ta chia ra làm ba kiếp: quá khứ kiếp, hiện tại kiếp, vị lai kiếp, và mỗi kiếp có một cái tên. Quá khứ kiếp tên là Trang Nghiêm kiếp, hiện tại kiếp gọi là Hiền kiếp, vị lai kiếp thì gọi là Tinh Tú kiếp. Quá khứ tên là Trang Nghiêm, hiện tại là Hiền kiếp, vị lai là Tinh Tú. Thì khi mà người ta nói rằng á, tại sao gọi là Hiền kiếp? Hiền là gì? Hiền là thiện, là tốt. Vì cái thời đó, vì cái thời hiện tại đó có 1.000 vị bậc, 1.000 bậc thánh ra đời, cho nên người ta gọi là gì? Hiện tại Hiền kiếp thiên Phật. Nhờ ở đây mới nói là con xin đảnh lễ kiếp hiện tại này tên là kiếp hiền, gọi là hiền kiếp thiên Phật, là ngàn Phật. Chữ thiên là ngàn chứ không nghĩa là trời. Chữ thiên này không nghĩa là trời, chữ thiên này là nghĩa là 1.000. Chữ Tàu viết khác, thiên là trời viết khác, thiên là ngàn viết khác. Mình phải hiểu chữ thiên này là 1.000 Phật. Nhưng bây giờ không, mình thay vì mình nói là hiền kiếp, quá khứ kiếp, tia vị lai, thì ta nói chung là tam thế ba đời chư Phật Thế Tôn, thì chắc chắn trong đó có quá khứ, có vị lai. Mỗi khi tụng kinh xong á, thỉnh thoảng mà sướng câu này nè: chỉ tâm đảnh lễ Nam mô quá khứ Trang Nghiêm kiếp thiên Phật, Nam mô hiện tại Hiền kiếp thiên Phật, Nam mô vị lai Tinh Tú kiếp thiên Phật. Ba kiếp, mỗi kiếp có cái tên: Trang Nghiêm kiếp, Hiền kiếp và Tinh Tú kiếp, vị lai Tinh Tú kiếp. Có một bậc, 1.000 bậc thánh ra đời nên gọi là hiền kiếp. Chữ chữ hiền nghĩa là thiện đó. Nhất tâm đảnh lễ quảng đại viên mãn đại bi tâm thần diệu chương cứu. Quý vị biết cái này là đảnh lễ gì không? Đảnh lễ riêng cái bản kinh tên là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nếu mà nói về biệt á, thì mình nói cái này là biệt thể gì? Biệt thể pháp, pháp bảo, nói nêu đích danh cái tên kinh mà chúng ta đang hành trì. Quảng đại viên mãn đại bi tâm thần diệu chương cứu, đó là nói tên của cái bổn kinh đó. Hay nói một cách khác là đảnh lễ bài chú Đại Bi đó. Thứ chín, nhất tâm đảnh lễ Quan Âm Sở Thuyết Chư Đà La Ni Cập Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Tôn Pháp. Chúng ta đảnh lễ vị Đức, vị Bồ Tát đã thuyết ra cái chú này là Đức Quan Âm cùng mười phương tất cả các pháp. Như vậy thì trong này đảnh lễ Đức Quan Âm là biệt thể Tăng Bảo, nhưng mà tất cả các pháp khác thì đảnh lễ tổng thể của pháp, pháp bảo. Quan Âm Sở Thuyết Chư Đà La Ni, Quan Âm là người nói ra cái phẩm, cái chú Đại Bi này. Vậy thì quý vị nhớ cái bài chú Đại Bi này không phải Đức Quan Âm tự nói, bằng kiếp vô lượng kiếp trước Đức Quan Âm đã học cái bài chú này từ ai? Từ Đức Thiên Quang Vương Tịnh Trụ. Rồi đến bây giờ đó Ngài mới nói lại bài chú này cho mình nghe. Giống như mình hồi xưa mình học cái gì của ông bà đó, thì bây giờ mình đem là mình nói cho người sau tâm tại vợ tới, người ta mới kêu là truyền đó. Chữ truyền là vậy đó, hết đời này tới đời sau, phải không? Mà nếu mà cái đó đó nó được trùng lại, tuyên lại nhiều lần, phải không? Rồi mình cứ nghe đi nghe lại, lặp lại nhiều lần, gọi là tuyên truyền.
Cái điều đó nó cứ nói hoài, hết đời này tới người đời kia, hết người này tới người nọ, nghe riêng thấm, tuyên truyền. Không có. Bây giờ thí dụ như người ta nói có nghe gì không, người ta tuyên truyền cái chuyện đó đó. Tuyên truyền, người ta cứ nói tới nói lui, nó riết mình cũng phải tin. Tăng Sâm đâu có giết người, Tăng Sâm có giết người, nhưng mà tăng lát ta chạy về ta nói bà ơi, con bà là Tăng Sâm giết người. Bà nói không đâu, con tôi hiền lắm, con tôi không giết người đâu. Người thứ hai nói, thậm chí tới người thứ mấy chục tới nói, rốt cuộc cũng phải tin. Quý vị thấy không, nguy hiểm không? Cho nên đó, mình mà tuyên truyền cái gì mà không đúng đó, là mình phạm vào cái lỗi là mình đã tuyên truyền những điều không có sự thật. Nguy hiểm. Cho nên tuyên truyền. Thì ở đây cũng vậy, Đức Quan Âm nghe. Cho nên đời này á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì các thầy mới họp lại với nhau. Các thầy đã từng nghe Phật nói, bây giờ các thầy nói lại, cho nên là trùng tuyên. Trùng tuyên là sao? Vị này nói rồi phải không? Nói xong cái vị kia chắp tay, kính bạch các đại đức, tôi đã nói xong cái bài lời dạy của Phật, bây giờ các đại đức có ai thấy tôi thiếu sót chỗ nào, các đại đức xin bổ túc giùm. Thì các vị đã đứng lên nói y chang vậy nhưng mà thêm chút. Quý vị hiểu không? Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói là quý vị chỉ cho Pháp Hòa cách làm cơm rượu, làm xong mà quý vị quên chỉ cái món là trước khi vò phải nhúng nước muối. Không có nước muối thì làm sao cơm rượu nó ra men. Nói chút xíu đó thôi mà thiếu cái vị khác nói tôi xin góp ý. Lập ý vậy nữa, ngâm nếp, sổ nếp, bắt lên hấp, rồi xả nước lạnh sau 20 phút để cho ráo, rồi bắt đầu hấp lại lần nữa, hột nếp nó mới nở đều, nó không có bị sượng lại. Có thiếu một chút kinh nghiệm đó, cái thầy làm cơm rượu nó không ngon. Cái thuật của làm cơm rượu là phải hấp nếp 2 lần. Tại sao mình ăn cơm rượu mà để cái ly 3 ngày sau thì cái hột ăn nó còn cái lõi cứng cứng ở trong, mà người khác làm ăn không có. À bây giờ người ta lên ta trùng tuyên lại. Người ta cũng nói y chang, cũng bài bản từ 1 tới 5, mà tới cái 5 rưỡi đó cái mình quên. Là xả cái chỗ xả nếp. Pháp Hoàng có dạy nấu ăn nha. Ghê cái hỏi tới. Chút nộp tiền tổ đi. Quý vị hiểu không? Cái chữ trùng tuyên là vậy. Cũng nói lập, chúng mình nói trùng lại và mình tuyên lại những điều đó để nó rành mạch, cho nên là trùng tuyên. Bởi vì kinh điển mà mình không có thường ôn tụng thì không bao giờ thâm nhập. Cho nên hồi nãy nè, mình đã tự quy y Phật, mình cầu cho chúng sanh thể theo đạo cả, đạo lành, để phát lòng vô thượng. Thì cái điều thứ hai, muốn đi trên con đường đó thì chúng ta phải làm gì? Phải cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Bởi vì sao? Bởi vì thâm nhập kinh tạng là cái nhân, trí tuệ như biển là cái quả. Mình không có hàng ngày kinh không tụng, giáo pháp không nghe, mà nói sao tôi u tối quá. U tối là gì? Không có trùng tụng kinh điển. Cho nên phải thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ mới như biển. Vậy thì cái nhân là anh thâm nhập kinh tạng, cái quả là gì? Trí tuệ như biển. Cái nhân là gì? Anh phải thể được, thể nhập được cái đạo lớn, phải không? Anh phải gì? Anh phải phát tâm vô thượng là cái quả. Bởi vì đi trên đường đạo mà không thấy được cái ánh sáng của đạo thì làm gì phát cái tâm vô thượng được. Giống như mình về chùa, mình không thấy được lợi ích của đi chùa, của gầy dựng ngôi chùa, của giữ gìn ngôi chùa thì làm sao đi hoài được.
Có một vị nói với Pháp Hoàng ngày hôm qua là con thấy mình đi tu tu niệm nó không có lợi ích gì hết á. Pháp Hoàng nói vậy chắc mấy ông thầy mấy chục năm ở trong chùa tu chắc không có lợi gì hết trơn. Nói cách khác là chắc dại khờ tự nhiên cạo đầu vô ở hết chùa vậy rồi. Trời ơi, nó phải có cái gì ta mới ở đó, sống chết vậy chứ. Có phải không? Ví dụ bây giờ mình đi chùa mình phải mình nghe pháp mình thấy được cái lợi lạc thì mình mới nghe tiếp được nữa chứ. Mình tu mình thấy có cái gì nó mới hay chứ. Chứ tự nhiên ai bỏ cuộc đời mình đi vô chùa ngồi khơi khơi vậy. Không phải. Cho nên phát cái tâm vô thượng là bởi vì đó là cái quả. Nếu cái nhân của anh đi trên cái đạo lớn rồi thì anh thấy được đẹp quá, siêu màu quá thì anh mới phát cái tâm vô thượng. Anh phải thống lý được đại chúng. Thống lý đại chúng là thống lý ai? Trong lòng mình nhiều đại chúng lắm. Đại chúng trong người mình nó nhiều lắm. Lát nó ưa, lát nó thích, lát nó như có một chén chao mà kẻ chanh người không chanh, kẻ đường người không đường. Phải không? Chỉ một chén chao đem ra ăn thôi mà nó tôi thích ăn nguyên chất. Ông kia nó tôi thích ăn pha. Mình nói ví dụ mình không phải nói cái đó là sai như ý nói vậy để cho anh biết rằng trong chúng ta còn nhiều đại chúng lắm. Đại chúng bên ngoài lặng chuyện nghe. Mình chưa thống lý được cái đại chúng bên trong thì đừng hòng thống lý đại chúng bên ngoài. Thì làm gì có cái chuyện gọi là nhất thiết vô ngại. Tất cả không ngại được. Khi nào tâm mình vô ngại kìa. Tâm mình vô ngại với tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh. Thì chừng đó mình mới thống lý đại chúng. Tất cả không ngại. Còn mình nhiều quá ngại quá. Người ta làm mình buồn mình một chút là mình đã ngại rồi. Ở đời này ai mà hoàn hảo đâu. Chính mình còn chưa hoàn hảo, mình còn chưa đồng ý với mình chưa thống lý được mình nữa mà. Hồi nãy á, định tròn cái khăn này rồi, tròn vô rồi ra tới cửa, người ta chỉ nói một câu thôi: "Ủa sao tròn cái khăn gì không đẹp vậy?" Cái là vô coi lại à. Rồi bắt đầu á, mình cũng chưa biết mình muốn sao, mở tủ ra: "Vậy chị coi tôi tròn nào đẹp." Pháp Hòa nói vậy có đúng không? Tức là mình còn chưa đó. Nghĩa là mình chọn, chính mình chọn cái đó mà đi ra chỉ cần một người nói thôi: "Chị tròn cái khăn này nó không có hợp với cái áo này." Pháp Hòa nói vậy là Pháp Hòa nói Pháp Hòa đó. Có nhiều bữa mới đội cái nón đi ra cái chú đó, chú lại chú nói: "Thầy đội cái nón này nó kỳ lắm." Cái là đi vô coi kiến là kỳ thiệt không? Đi vô coi kiến có kỳ thiệt không? À, thì khi mà đi vô cái coi kiến cái Hòa nhìn lại có tức cười. Pháp Hòa tự cười mình vậy. Pháp Hòa nói: "Trời ơi, thấy không? Mình còn chưa thống lý được mình nữa." Phải không? Mình để người ta thống lý mình mất. Trời, ba cái câu tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng nó hay lắm. Nó sâu sắc lắm. Đó, Pháp Hòa mới nói là nói mở màn thôi đó nghe. Giống như nấu canh mà cho chút dầu mà màn ở trên vậy. Nhưng mà quý vị thấy không? Cái nhân, cái quả nó rõ ràng trong từng bài. Mình phải thống lý được đại chúng thì tất cả mới không ngại. Nhưng mà thống lý, nhưng bây giờ nói chung lại là Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn là ngàn tai ngàn mắt. Ngàn tai là tượng trưng cho lòng từ, ngàn mắt là tượng trưng cho lòng cái trí. Người có hiểu thì có thương. Không thương không có hiểu. Mình không thương được mình không hiểu. Mình không hiểu thì làm sao mình thương? Có hiểu mới có thương. Cái điều này là mình cần phải tu. Giáo pháp của đạo Phật không phải nói để rồi nói vậy thôi. Không tu bao giờ thâm nhập được nó. Cho nên Pháp ba cái câu không? Pháp Hòa tâm đắc ba cái câu mà tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Mình tụng ào ào vậy đó.
mà mình chưa có thấy được cái màu nhiệm của nó. Quý vị hiểu ý ha. Thôi tối nay mình dừng ở đây, sau 10 danh hiệu tối mai mình sẽ tiếp. Tại mình nói hơn mình bị điểm nguyệt sao. Thì cái bản kinh này ở trên Trúc Lâm hay dùng vào những cái thời kinh, thỉnh thoảng dùng cái này thì có vài Phật tử không có hiểu được cái ý đó, thì cũng có nhờ Pháp Hòa giải thích cái bản kinh này. Thì thôi mình sẽ học được tới đâu hay tới đó, rồi mai mốt bản kinh này tiếp tục được nói ở Trúc Lâm đó, thì quý vị nghe thêm. Giống như Pháp Hòa nói, giống như hồi xưa mình không dám bắt chước, mình không có dám nói mình là Phật, nhưng bắt chước Phật thôi. Có nhiều khi bản kinh đó, Phật đâu có nói một chỗ đâu, phải không? Phật đi chỗ này Phật nói đoạn đoạn cái ráp lại, cho nên mình mới nói lúc bấy giờ Phật ở đâu. Hả? Nhớ không? Lúc bấy giờ Phật ở đâu, không có nói địa điểm. Tại vì giống như Regina với Minh Tinh là giờ nó đã khác rồi, nói giờ ra người ta lầm, cho nên nó thôi lúc bấy giờ thôi, chứ còn nói giờ ra thì người ta lầm. Thì mong rằng đại chúng nãy giờ những gì Pháp Hòa chia sẻ đó, đại chúng có thể lãnh hội được một phần nào của kinh. Và để mà mình ứng dụng theo Pháp Hòa đó, thì bất cứ một cái bản kinh nào nó đều là một pháp tu hết đó. Không phải là một lý thuyết để mình học suông, nhưng mà mình thương Phật ở cái chỗ là cũng như chư tổ quá thương mình, tạo không biết bao nhiêu những lời dạy bằng mọi cách để cho chúng ta nương vào đó. Ví dụ bây giờ mình học có một thứ là mình sẽ nói trời học một thứ hoài chán quá, cho các ngài chế ra giống như bánh bột lọc mà phải nhiều kiểu nhồi bột vậy. Có người làm cứng bột ăn ngon, có người thích mềm, kiểu nào cũng được, miễn thấy trong trong có miếng nhân kêu bánh bột lọc. Bột lọc là gì? Bỏ dấu là bóc lột chứ gì đâu. Để trong lá rồi bóc ra rồi lột lá ăn người. Cho nên là nếu mà mình bỏ dấu đúng thì bột lọc, người khác ta nhìn vô không có dấu bóc lột cũng được. Thầy xin cảm ơn đại chúng và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.